chính thức đưa vào phục vụ từ Tết Nguyên Đán Kỷ Hợi đến nay. Hôm xưa, điểm tham quan các di sản văn hóa của Phú Yên đã và đang trở thành điểm đến của nhiều du khách khi tham quan gành đá dĩa. Tại đây, thông qua bộ sưu tập tư nhân khá đồ sộ với nhiều loại hình hiện vật từ đồ đá đến đồ kim khí, văn hóa lịch sử của vùng đất Phú Yên như được tái hiện. Nằm trong khu vực danh thắng quốc gia gành đá dĩa, điểm tham quan các di sản văn hóa tỉnh Phú Yên mang tên Hồn Xưa như một điểm nhấn khá đặc biệt. Ngay cổng vào khu trưng bày, chủ nhân của khu trưng bày đã khéo léo bài trí 4 bộ đàn đá được tìm thấy trên vùng đất An Nghiệp, huyện Tuy An và đã được các nhà chuyên môn thẩm âm. Tận tay chạm lên từng phiến đá ngàn năm tuổi phát ra âm thanh trầm bổng. Tự tay đánh những bản nhạc đơn giản nhất từ bộ đàn đá, thậm chí chỉ cần được check-in bên bộ đàn đá. Với nhiều du khách, đó thực sự là một trải nghiệm thú vị mà không nơi nào có được. Đến đây thì em rất là ấn tượng với lại những cái nét văn hóa và những cái giá trị lịch sử được để lại thông qua những hiện vật được trưng bày và lưu giữ tại không gian bảo tàng hôm nay. Thì trong đấy chúng ta có những bộ đàn đá rất là cổ xưa. Ngoài ra thì mình còn có trưng bày rất là nhiều những cái hiện vật như là các cái cối đá là một trong những cái nông cụ gắn liền với cuộc sống. Ngoài ra thì những cái giá trị về lịch sử văn hóa của những dân tộc để lại tại mảnh đất này cũng rất là nhiều. Thì đấy chính là những cái sự cuốn hút để lôi cuốn du khách khi mà đến với mảnh đất Phú Yên hiện nay. Em cảm thấy rất là thú vị bởi vì là âm nhạc là một món quà mà thượng đế ban tặng cho cuộc sống của chúng ta. Và em thì được nghe rất nhiều loại đàn, rồi đàn nhị, đàn tranh, đàn bầu, đàn guitar. Nhưng hôm nay là lần đầu tiên em được nghe âm thanh phát ra từ một bộ đàn đá như này, thực sự rất thú vị. Hiện tại khu trưng bày này hiện có khoảng 8.000 hiện vật thuộc các loại hình từ đồ đá, đồ gốm, đồ kim khí và hiện vật mây tre đan gắn với cuộc sống cộng đồng dân cư ở vùng đất Tuy An xưa. Mình rất tâm huyết với cái văn hóa đá của Phú Yên nên là mình có bỏ công sức để đi sưu tầm những cái văn hóa đá của Phú Yên, đặc biệt là những cái bộ đàn đá mình chính tay mình đi sưu tầm thẩm âm để trưng bày tại cái khu hồn xưa này để phục vụ cho du khách để biết những cái nét văn hóa của Phú Yên. Còn theo các nhà nghiên cứu thì đây là một trong những bộ sưu tập tư nhân đồ sộ nhất, đầy đủ nhất và có giá trị nhất tại Phú Yên tính đến thời điểm hiện nay. Trong đó có những hiện vật rất có giá trị cả về mặt thẩm mỹ và giá trị về kinh tế như bộ trang sức bằng đá hổ phách, chiếc bàn ủi bằng đồng có đầu rồng, bộ chiêng tráng cổ của đồng bào dân tộc thiểu số Phú Yên hay những dụng cụ bằng gốm Quảng Đức cổ với kích thước lớn cho đến nay hầu như rất khó sưu tầm. Chính những hiện vật này đã giúp các ngành chức năng trong công tác nghiên cứu về lịch sử văn hóa vùng đất Phú Yên.